Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. À, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thêm uh, nhiều ngôn ngữ cho video YouTube của bạn nhé, để thu hút thêm lượt uh, view. Thực ra thì mình thì mình rất ít làm cái động tác này ý, bởi vì nếu như mình đã hướng đến cái thị trường nào rồi thì mình sẽ nói cái ngôn ngữ đó. Tuy nhiên là nó cũng hữu dụng khi mà một số bạn có thể làm video tiếng Việt. À, nhưng mà cái người nước ngoài người ta xem cũng hiểu ấy thì các bạn có thể đổi nó tức là thêm nó thêm tiếng Anh thêm tiếng Trung thêm tiếng Hàn tiếng Nhật gì đấy à, đặc biệt là những cái video như kiểu cinematic ấy, những cái video travel và cinematic mà nhiều hiệu ứng chuyển cảnh các thứ ấy à, ok làm thì rất dễ thôi nhé à, điều kiện là các bạn phải đăng nhập vào cái kênh YouTube của bạn nhé và bạn phải làm ở trên máy tính mình sẽ làm ví dụ cho các bạn cực kỳ dễ. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập nhé. Đây là cái kênh của mình. Mình sẽ đổi một cái thôi. À, bạn kích vào đây. Sau đó bạn chọn là your channel tức là hoặc là kênh của bạn nhé. Nếu tiếng Việt, à, your channel. Đó. Rồi, à, ok. Sau khi bạn vào kênh của bạn rồi thì bạn sẽ có kích vào video nhé. Video sẽ có rất là nhiều video ở trên kênh của bạn. Bạn có thể sửa trực tiếp ở đây luôn. Ví dụ cái video này hướng dẫn xóa hiệu ứng zoom của ảnh trong Filmora mà mình muốn thêm cái tiếng Anh cho nó thì mình sẽ kích uh, vào nó uh, tắt đi uh, để cho nó dừng lại. Sau bạn còn sẽ có tiếp ở cái nút này nhé, gọi là nút Edit Video nhé. Khi mà bạn đăng nhập vào ấy thì nó sẽ có cái nút edit video này Bạn làm cho một video còn nếu như bạn muốn à, Xem nhiều video ở trong cái studio bạn có thể vào studio và làm tương tự tí nữa mình sẽ chỉ Bây giờ bạn vào edit video Click vào đây Video hoặc là video Sorry các bạn mình quen mồm à, Đáng lẽ phải đọc là video nó mới kiểu giống à, Tiếp theo đây là cái tiếng Việt nhé Đây là tiêu đề này tiêu đề tiếng Việt à, Mô tả bằng tiếng Việt Bạn sẽ kích tiếp vào cái nút này nhé nút Subtitle ấy, hoặc là phụ đề Uh, phụ đề ở bên góc tay trái nhé, bạn đừng kích vào cái bên phải này nhé, bên phải này nó, nó sẽ ra khác. Ấy. bạn kích vào bên trái này subtitle đó. chọn vào subtitle ở bên trái. sau đó ở đây như các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có mấy cái tùy chọn về ngôn ngữ một là cái tiếng việt, tiếng việt là nó sẽ tự động thêm youtube nó tự động thêm. thì mình bây giờ mình muốn thêm tiếng anh thì mình sẽ chọn vào nút này nhé, thêm ngôn ngữ hoặc là add language bạn kích vào nút này add language sau đó là sẽ cho bạn chọn đó chọn bất kỳ cái tiếng nào bạn thích nhé ví dụ mình sẽ thêm cho nó tiếng anh united states bạn có thể thêm tiếng hàn tiếng trung cái đấy tùy bạn kích thêm english rồi sau khi phần bạn chọn thêm phần phần tiếng anh rồi thì nó sẽ có hai cái tùy chọn cho bạn một là thay đổi tức là thêm tiêu đề và mô tả tức là title và description ở trong phần S này và thứ hai nữa là thêm phụ đề tức là nếu như bạn muốn dịch cái tiếng Việt của bạn ra có phụ đề tiếng Anh ấy, thì bạn có thể S ở chỗ này nhưng mà thông thường thì mọi người sẽ chỉ thay mỗi cái tiêu đề và mô tả thôi bạn kích vào nút S này nhé mà bạn kích vào nút S sau đó ở bên này là tiếng Việt tiếng Việt là cái video của bạn đang có sẵn như này bây giờ bạn sẽ đổi ở bên này ví dụ bây giờ cái tiếng Anh mình sẽ dịch nó ra ở đây là hướng dẫn xóa hiệu ứng zoom của ảnh trong Filmora 11 mình sẽ đánh là how to remove zoom image zoom effect in Filmora 11 đây là cái tiếng Anh của mình Thế còn bạn nào mà không biết ấy, thì các bạn có thể copy cái tiêu đề này sau bạn lên Google dịch bạn dán nó vào cũng được Thực ra là cái đấy cũng tương đối đơn giản Trong phần description là phần mô tả Bạn cũng phải mô tả là In this video Đúng không? I will show you how to remove Image Zoom Effect in Filmora 11 đấy là cái tiêu đề. à đấy là cái mô tả. Title và mô tả. Title và description. Sau khi các bạn đổi hết OK rồi, thì các bạn sẽ ấn vào nút này nhé. Publish để cái video của bạn nó sẽ có thêm ngôn ngữ nữa, tức là cái tiêu đề cho nó là tiêu đề tiếng Anh và có cả phụ đề tức là cái, cái mô tả bằng tiếng Việt. Nhưng mà khi mà bạn search hoặc là các bạn nếu như cái người nói tiếng Anh ấy, người ta uh, tìm cái video này ấy, thì người ta sẽ xem được cái tiêu đề và mô tả tiếng Anh. Đó Đơn giản thế thôi. Thế còn nếu như mà bạn, uh, bạn đi vào Studio, bạn cũng có thể đổi được nhé. Ví dụ mình kích vào YouTube Studio, uh, kích vào đây, về lại YouTube Studio mà bạn muốn, tức là bạn muốn là đổi cho các cái video khác ấy, thì bạn nhấn vào nút này, Content hoặc là nội dung của bạn, nội dung. Sau đó bạn sẽ chọn tương tự như thế. Bạn chọn tương tự, ví dụ cái này trên tay ổ cứng 5T này đúng không? Mình sẽ kích vào cái bút này hoặc là chi tiết, kích vào bút chi tiết này. Rồi, sau đó mình tiếp tục mình sẽ lại chọn vào cái sub, uh, subtitle này hoặc là phụ đề. Nó sẽ tương tự như cái vừa thao tác vừa rồi. Uh, subtitle, sau đó mình lại có thể add language này, thêm, tức là thêm ngôn ngữ. Đấy, vào cái này, sau đó mình lại thay đổi thêm cái title description và mình thêm cho nó cái subtitle. Đấy là cách làm nào để các bạn thêm cái ngôn ngữ thứ hai thứ ba cho cái video YouTube của bạn cực kỳ dễ dàng thôi. À, mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. À, hy vọng là cái mẹo này sẽ giúp cho các bạn phát triển kênh của bạn nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.